Hai xin mến chào cô chú anh chị đối với kênh là Linh Sam Mini TNCT. Và hôm nay Vườn con xin giới thiệu và giao lưu cùng cô chú anh chị mình, đó là một cái lô Linh Sam 86 ha. Thì như trên màn hình cô chú anh chị mình đang thấy, đây là chậu Linh Sam 86. Thì thân cỡ ngón tay út và chiều cao tầm khoảng chừng 30cm. Thì một chậu như thế này Vườn con đang giao lưu với giá là 40.000. Đó, 40.000 nha. Giá rất là rẻ luôn rồi nha cô chú anh chị. Đó. Chi tàn rất nhiều. Về cô chú anh chị mình có thể làm những cây bonsai mini rất là đẹp ha. Linh Sam 86 giá 40.000 một chậu. Rồi. Tiếp theo là cây bự hơn. Đây cũng là Linh Sam 86 và hiện tại ở vườn con đang bán. Thì thân là cỡ ngón út. Thân cỡ ngón tay trỏ và một cây cỡ ngón út. Thì một chậu hai cốt như thế này là về của chú anh chị mình tách được hai cây. Và hiện tại chậu tương tự như thế này nữa vườn con còn rất là nhiều ha. Và vườn con đang bán với giá là 55.000 một chậu. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem video và ủng hộ con trong thời gian qua. Thì cô chú anh chị mình có mua Linh Sam 86, Linh Sam siêu hoa thì liên hệ con qua số điện thoại con để trên tiêu đề nha. Rồi xin mến chào cô chú anh chị, cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem và ủng hộ.